Thầy chào các em. Chủ đề ngày hôm nay thầy chia sẻ với em là bài lực điện từ động cơ điện một chiều. Đây cũng là một cái chủ đề cuối của học kỳ 1. Và sau khi ta học xong cái chủ đề này thì ta sẽ tiến hành ôn tập để kiểm tra cuối kỳ. Lực điện từ là gì? Ở trong cái bài tác dụng của tác dụng từ của dòng điện thì em thấy lúc trước ta đã học một cái lực ta gọi là lực từ. Như vậy lực từ và lực điện từ nó khác nhau ở chỗ này. Thí nghiệm Einstein mà em đã học cho thấy dòng điện tác dụng lên kim nam châm. Dòng điện đã tác dụng lực lên kim nam châm và lực đó người ta gọi là lực từ. Ngược lại, vậy nam châm có tác dụng lực lên dòng điện hay không? Cái bài học ngày hôm nay người ta sẽ đặt vấn đề là nếu dòng điện tác dụng lực lên kim nam châm lên một nam châm thì ngược lại nam châm có tác dụng lực lên dòng điện hay không. Nội dung thứ nhất là lực điện từ. Phần 1, tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện thì ta xem là thí nghiệm ở hình 27.1 trang 73. Ta mắc mặt điện như hình vẽ. Thì trong cái mặt điện này một cái đoạn dây dẫn thẳng AB được đặt trong từ trường của một nam châm chuông. Một đoạn dây dẫn AB được đặt trong từ trường của một nam châm và hai đầu dây dẫn AB được nối với mặt ngoài thông qua nguồn điện biến trở AB kế khóa. Là ta đã bố trí thí nghiệm này là gì? Là một đoạn dây dẫn. Nếu ta cho dòng điện chạy qua và đoạn dây dẫn này được đặt trong từ trường thì từ trường có tác dụng lực lên dòng điện qua dây dẫn AB hay không? Các em xem thí nghiệm. Đây là một cái nam châm chiếu U và từ trường trong lòng nam châm chiếu được biểu diễn bằng các đường sức từ song song và cách từ nhau. Đường sức từ đi ra từ cực Bắc, đi vào từ cực Nam. Một đoạn dây dẫn AB được nối với nguồn điện. À, như vậy theo cái cách mắc này, em thấy dòng điện đi từ cực dương qua đoạn dây dẫn đi từ A đến B và trở về cực âm. Như vậy trước nhất người ta nhận xét là đường sức từ trong lòng nam châm chiếu U hướng theo phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới, dòng điện chạy qua dây dẫn AB theo chiều từ A đến B. Như vậy đoạn dây dẫn AB đặt vuông góc với các đường sức từ, tức là nó cách các đường sức từ. Bây giờ ta xem thí nghiệm. Nếu ta cho dòng điện chạy qua dây dẫn AB thì kết quả em thấy đoạn dây dẫn AB đã bị đẩy vào trong. Đoạn dây dẫn này bị đẩy vào trong có nghĩa là đã có tác dụng lực lên đoạn dây dẫn AB. Nếu ta ngắt dòng điện thì đoạn dây dẫn này trở về trạng thái ban đầu. Một thí nghiệm khác, một đoạn dây dẫn AB được đặt trên hai đường ray song song và nếu có tác dụng lực lên đoạn dây dẫn này thì đoạn dây dẫn AB sẽ bị
đẩy vào trong hoặc là đẩy ra ngoài. Tức là nó sẽ lăn lên hai cái phanh ray này. Và trong thí nghiệm này, dòng điện cũng đi từ A đến B. Đường sức từ vẫn theo phương thẳng đứng chiều từ trên xuống. Để ta đóng khóa. Như vậy là có dòng điện chạy qua và các em thấy đoạn AB lăn vào trong. Đoạn dây dẫn AB lăn vào trong. Tức là nó bị đẩy vào trong. À, như vậy qua hai thí nghiệm này ta thấy hiện tượng mà các em quan sát được đã chứng tỏ được điều gì? Đã chứng tỏ được một điều là nếu một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và không song song với các đường sức từ thì từ trường sẽ tác dụng lực lên dòng điện qua dây dẫn AB. À, như vậy từ thí nghiệm này tôi rút ra một kết luận quan trọng là từ trường đã tác dụng lực lên đoạn dây dẫn AB có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. Lực đó được gọi là lực điện từ. Thì trong thí nghiệm này ta phải nhớ điều kiện để có lực tác dụng lên đoạn dây dẫn. Thứ nhất là đoạn dây dẫn này phải có dòng điện chạy qua và phải được đặt trong từ trường và không song song với các đường sức từ thì sẽ có lực tác dụng lên. Lực này ta gọi là lực điện từ. Để các em thấy rõ được bản chất của hai lực mà mình đã học, lực từ và lực điện từ. Đối với thí nghiệm Bestech thì lực tác dụng của dòng điện lên một kim nam châm thì lực đó gọi là lực từ. Nếu có một nam châm đặt trong từ trường thì từ trường đó tác dụng lên nam châm một lực gọi là lực từ. Còn ở thí nghiệm vừa rồi thì nếu có một dòng điện đặt trong từ trường thì từ trường đó tác dụng lên dòng điện một lực gọi là lực điện từ. Nói một cách ngắn gọn là lực do nam châm và lực do dòng điện tác dụng lên nam châm là lực từ. Lực do từ trường tác dụng lên dòng điện là lực điện từ. Và nói đến lực thì ta nhớ lực là một đại lượng vector. Như vậy tiếp tục ta sẽ tìm hiểu xem lực điện từ nó có chiều xác định. Cái đoạn dây dẫn AB có thể bị đẩy vào trong hoặc là bị đẩy ra ngoài theo chiều của lực điện từ. Vậy chiều của lực điện từ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Và khi ta xác định được những yếu tố mà chiều của lực điện từ phụ thuộc thì ta sẽ biết thêm một quy tắc để xác định chiều của lực điện từ, đó là quy tắc bàn tay trái. Để tìm hiểu xem chiều của lực điện từ phụ thuộc vào đâu thì trong thí nghiệm này em thấy đường sức từ có thể theo phương thẳng đứng chiều từ trên xuống hoặc là từ dưới lên. Dòng điện có thể chạy theo chiều từ A đến B hoặc là từ B đến A. À, như vậy trong thí nghiệm này ta xét hai trường hợp. Trường thứ nhất là ta đổi chiều dòng điện chạy qua dây dẫn nhưng giữ nguyên chiều đường sức từ. Trường thứ hai là ta đổi chiều đường sức từ nhưng ta giữ nguyên chiều dòng điện qua dây dẫn AB. Trường hợp thứ nhất. À, nếu ta đổi chiều dòng điện chạy qua dây dẫn AB và ta giữ nguyên
chiều của đường sư tử. Để các em xem cách bố trí thí nghiệm. Đoạn dây dẫn AD cũng được đặt trên hai thân ray. À, như vậy là đoạn dây dẫn này có thể bị lăn ra phía ngoài hoặc là bị lăn vào trong. À, và đoạn dây dẫn này được đặt trong từ trường của một nam châm. Ở trên là cực bắc và dưới là cực nam. Như vậy theo cách bố trí này thì em thấy dòng điện sẽ đi theo chiều từ A đến B và đường sức từ sẽ theo chiều, sẽ theo phương thẳng đứng chiều từ trên xuống. Đó. Dòng điện đi từ A đến B, đường sức từ theo phương thẳng đứng chiều từ trên xuống. À, đối với mặt phẳng hình vẽ các em quan sát thì dòng điện đi theo chiều từ trái sang phải theo phương nằm ngang, đường sức từ theo phương thẳng đứng chiều từ trên xuống. Nào, bây giờ ta cho dòng điện chạy qua dây dẫn AB. Kết quả là đoạn AB bị đẩy vào trong. Đoạn AB bị đẩy vào trong. Như vậy chiều của lực điện từ sẽ hướng từ trước ra sau, làm cho đoạn dây dẫn AB bị đẩy ra phía sau. Ở thí nghiệm thứ hai, ta vẫn giữ nguyên chiều đường sức từ, vẫn là cực bắc ở trên, cực nam ở dưới, nhưng mà ta đổi cực của nguồn điện. Em thấy cực dương bây giờ ta nối ở dưới, như vậy dòng điện sẽ đi theo chiều từ B đến A. Ta đổi chiều dòng điện nhưng mà ta vẫn giữ nguyên chiều đường sức từ. Kết quả là đoạn dây dẫn AB bị đẩy ra phía ngoài. Các em xem lại lần nữa. Như vậy, ở thí nghiệm 1 thì lực điện từ hướng vào trong, cho nên thanh AB, dây dẫn AB bị đẩy vào trong. Trường hợp thứ hai, khi ta giữ nguyên chiều đường sức từ thì lực điện từ là ta đổi chiều dòng điện thì lực điện từ sẽ hướng từ trong ra ngoài, dây dẫn AB bị đẩy ra phía ngoài. Điều này chứng tỏ rằng chiều của lực điện từ đã phụ thuộc vào chiều của dòng điện. Ở trường hợp thứ hai, nếu ta đổi chiều đường sức từ nhưng giữ nguyên chiều dòng điện qua dây dẫn AB, như vậy dây dẫn AB vẫn đi từ A đến B, nhưng mà ta đổi cực 500, ta lật ngược cái thanh 500 chu, thì bây giờ cực bắc nó nằm ở dưới, cực nam nó nằm ở trên. Như vậy đường sức từ cũng theo phương thẳng đứng nhưng chiều từ dưới lên trên. Như vậy ta đã đổi chiều đường sức từ. Ta đóng phải. Dòng điện chạy qua dây dẫn và kết quả là đoạn AB bị đẩy ra ngoài. Ở thí nghiệm 1 thì đoạn AB bị đẩy vào trong, nhưng mà ở thí nghiệm này ta giữ nguyên chiều dòng điện, ta đổi chiều đường sức từ thì đoạn AB lại bị đẩy ra ngoài. Như vậy rõ ràng các em thấy chiều của lực điện từ nó còn phụ thuộc vào chiều của đường sức từ. Như vậy qua các thí nghiệm này, ta rút ra được một kết luận về sự phụ thuộc của chiều lực điện từ vào các yếu tố. Đó là gì? Là chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn AB phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy qua dây dẫn và chiều của đường sức từ. Nó phụ thuộc vào hai yếu tố là chiều dòng điện và chiều đường sức từ. Từ cái sự phụ thuộc này, người ta có đưa ra một quy tắc bàn tay trái.
để xác định chiều của lực điện tử. Nhân đây thì cũng nhắc lại một quy tắc mà các em đã học, đó là quy tắc nắm tay phải. Thì quy tắc nắm tay phải dùng để xác định chiều đường sức từ trong lòng một ống dây có dòng điện chạy qua. Còn quy tắc bàn tay trái là quy tắc dùng để xác định chiều của lực điện từ nếu biết chiều dòng điện chạy qua dây dẫn và chiều của đường sức từ. Đây là bàn tay trái chứ không phải là nắm tay trái, các em phân biệt. Thì các em nhìn cái hình ảnh người ta minh họa bằng một cái bàn tay trái. Đoạn dây dẫn này được đặt trong lòng một nam châm chu, dòng điện đi theo chiều, đi theo cái chiều này. À, thì xem cái nội dung của quy tắc. Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay. Như vậy ta thấy đường sức từ nó phải hướng vào lòng bàn tay. Đường sức từ trong trường hợp này là theo phương thẳng đứng chiều từ trên xuống. Thì các em phải mở bàn tay trái ra để cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, hướng vuông góc vào lòng bàn tay. Sao cho chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện. Chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa theo chiều dòng điện của dây dẫn. Và nếu ta đặt đúng hai yếu tố này thì ngón tay cái chỏi ra 90 độ chỉ chiều của lực điện từ. Như vậy quy tắc này nó hơi rắc rối hơn so với quy tắc nắm tay phải. Vì sao? Vì nó có đến 3 yếu tố. Trong khi quy tắc nắm tay phải chỉ có hai yếu tố, đó là yếu tố dòng điện, yếu tố đường sức từ. Còn ở đây thì là yếu tố dòng điện, yếu tố đường sức từ và yếu tố lực điện từ. Thì các em xem cái hình minh họa thêm. Như vậy đường sức từ theo phương thẳng đứng chiều từ trên xuống, ta mở bàn tay trái đặt làm sao để cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay. Còn dòng điện thì sao? Dòng điện sẽ đi theo chiều. Đó, dòng điện đi theo chiều này. Như vậy ta phải đặt sao cho chiều dòng điện theo chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa. Như vậy sau khi ta thỏa mãn đúng hai yếu tố, đó là chiều đường sức từ và chiều dòng điện, thì ngón cái chỏi ra chiều dòng điện, ngón cái chỏi ra 90 độ chỉ chiều của lực điện từ. Như vậy là lực điện từ hướng vào trong, hướng vào trong, hướng từ trước ra sau. Rồi, bây giờ ta sẽ xem lại thí nghiệm. Trước hết thì ta kiểm tra xem thầy vẫn chưa cho dòng điện chạy qua. Như vậy dòng điện sẽ đi từ A đến B. Đường sức từ hướng theo phương thẳng đứng chiều từ trên xuống. Và em nhìn theo cái hình này, tức là đoạn dây dẫn AB ta xem như là đặt theo phương nằm ngang chiều từ trái sang phải. Đường sức từ hướng theo phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới. Như vậy tự các em có thể kiểm tra, các em đặt bàn tay trái thì kết quả là các em thấy ngón tay cái nó hướng vào trong, hướng vào trong. Như vậy kết quả là gì? Là đoạn dây dẫn AB sẽ bị đẩy vào trong. Và bây giờ ta kiểm tra xem là cái điều mà ta áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều lực điện từ nó có đúng với kết quả thí nghiệm hay không. Như vậy là đoạn dây dẫn AB bị đẩy vào trong, có nghĩa là lực điện từ hướng từ trước ra sau. Em đặt bàn tay trái như thế này
thì ngón tay cái hướng từ ngoài vào trong. Nào, bây giờ ta sẽ dựa vào quy tắc bàn tay trái để các em biểu diễn lực tiềm tượng. Ở câu C2, áp dụng quy tắc bàn tay trái xác định chiều dòng điện chạy qua dây dẫn AB. Theo hình này thì đường sức từ hướng theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. Lực điện từ hướng từ trong ra ngoài. Lực điện từ hướng từ trong ra ngoài. Đó là chiều đường sức từ. Ta đưa bàn tay trái vào. Như vậy, đúng chiều đường sức từ và đúng chiều ngón cái chỏi ra theo chiều của lực điện từ thì dòng điện sẽ đi theo chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa dọc theo dây dẫn AB. Như vậy kết quả là dòng điện sẽ đi từ B đến A. Câu C3. Dựa vào hình vẽ trên, hãy xác định chiều của đường sức từ một năm châm, tức là ta chưa biết cực từ của năm châm. Nếu biết cực từ năm châm thì các em nhớ đường sức từ vào từ cực nam đi ra từ cực bắc. Còn ở đây, đoạn dây dẫn này cũng được đặt trong lòng năm châm chu nhưng mà chưa biết cực từ, cho nên là ta chưa biết chiều đường sức từ. Nhưng mà dựa vào các yếu tố ở trên hình, các em thấy em biết được chiều dòng điện đi từ A đến B. Em lần theo dây dẫn, lần theo dây dẫn, dòng điện sẽ đi từ chiều từ A đến B. Lực điện từ sẽ hướng từ trong ra ngoài, từ sau ra trước. Như vậy ta đặt bàn tay trái như thế nào để vừa đúng chiều dòng điện vừa đúng chiều của lực điện từ thì em sẽ xác định được chiều của đường sức từ. Đó là dòng điện đi theo chiều từ A đến B. Đấy. Như vậy em phải cúp mạnh tay xuống để cho đúng chiều dòng điện từ cổ tay đến ngón tay giữa. Lực điện từ hướng từ sau ra trước, như vậy ngón tay cái nó chỉ chỉa ra. Như vậy kết quả là gì? Là lòng bàn tay hướng xuống dưới. Lòng bàn tay hướng xuống dưới. Và như vậy là ta đã biết được chiều đường sức từ nó phải hướng từ dưới lên trên theo phương thẳng đứng. Để đường sức từ hướng vào lòng bàn tay. Nó phải hướng vào lòng bàn tay. Như vậy là đường sức từ sẽ hướng từ dưới lên trên theo phương thẳng đứng. Như vậy ta cũng thể xác định dễ dàng cực bắc, cực từ bắc là ở dưới và cực từ nam của năm châm chu nằm ở trên. Ở câu C4 biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn dây dẫn AB, CD của khung dây và nêu tác dụng của các cặp lực điện từ. Đây là một câu rất quan trọng. Quy tắc bàn tay trái dùng để xác định lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua. Nhưng mà cái ý nghĩa quan trọng hơn là gì? Là dùng quy tắc này để xác định lực điện từ tác dụng lên một khung dây. Lên một khung dây. Khung dây hình chữ nhật có các đoạn dây dẫn AB, CD. Và từ cái câu C4 này, em sẽ hiểu được nguyên tắc của những cái động cơ mà lát nữa em sẽ học đây. Tại sao khi cho dòng điện chạy qua quạt điện thì cánh quạt nó quay theo một chiều? Đó chính là nguyên tắc hoạt động, là người ta đã vận dụng lực điện từ tác dụng lên một khung dây. Đây là một cái khung dây ABCD được đặt trong lòng năm châm chu, cực bắc ở bên trái, cực nam ở bên phải.
Như vậy đường sức từ theo phương nằm ngang, chiều từ phải sang trái. Đoạn dây dẫn này là một cái khung dây ABCD. Giả sử dòng điện chạy trong khung dây theo chiều từ A đến B, từ B đến C và từ C đến D. Thì bây giờ ta dựa vào quy tắc bàn tay trái để ta xác định lực điện từ tác dụng lên các đoạn AB và CD. Thì các em thử vận dụng quy tắc bàn tay trái. Các em xét đoạn dây dẫn AB thôi. Như vậy là dòng điện hướng từ trước ra sau. Đường sức từ hướng theo phương nằm ngang từ phải sang trái. Như vậy ta sẽ đặt bàn tay trái theo chiều dòng điện từ cổ tay đến ngón tay giữa và hướng lòng bàn tay về phía cực bắc của nam châm. Thì lực điện từ biểu diễn bởi ngón cái sẽ hướng theo phương thẳng đứng từ dưới lên trên. Ta gọi lực này là F1. Tương tự, xét cái cạnh CD của khung dây thì dòng điện bây giờ nó lại đi từ sau ra trước. Như vậy ta phải xoay bàn tay trái sao cho từ cổ tay đến ngón tay giữa là hướng từ sau màn hình ra trước màn hình này. Thì lực từ biểu diễn bởi lực F2. Lực điện từ tác dụng lên cạnh CD là F2. Lực điện từ tác dụng lên cạnh AB là F1. Như vậy khung dây ABCD chịu tác dụng bởi một cặp lực F1, F2. Quan trọng là ta hiểu được cái tác dụng của cặp lực này. Cái lực F1 tác dụng lên cặp AB, như vậy nó sẽ đẩy cái cặp AB lên trên. Lực F2 tác dụng lên cặp CD sẽ đẩy cặp CD xuống dưới. Tức là khung dây nó sẽ quay. Khung dây nó sẽ quay. Và nó sẽ quay theo chiều kim đồng hồ. Lúc này cạnh AB bị đẩy lên trên, cạnh CD bị đẩy xuống dưới. Hình thứ hai, khi cạnh AB bị đẩy lên trên, cạnh CD bị đẩy xuống dưới, và cũng dựa vào quy tắc bàn tay trái, lực điện từ tác dụng lên cạnh AB và CD có phương chiều như sau. Thì ta chú ý cặp lực điện từ F1, F2 ở hình thứ nhất là hai cái lực F1, F2 này nó nằm trên phương khác nhau. Nó nằm trên hai đường thẳng song song với nhau. Còn cặp lực điện từ F1, F2 ở hình thứ hai thì xem chú ý là lực F1, F2 cùng nằm trên một đường thẳng. Cùng nằm trên một đường thẳng. Và cái cặp lực này nó có tác dụng gì? Nó chỉ làm cho khung dây giãn ra, không làm cho khung dây quay. Ta chú ý khi khung dây quay đến mặt phẳng, đến vị trí này, tức là lúc đó mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ, thì cặp lực từ F1, F2 không làm cho khung dây quay. Nhưng mà trong hiện tượng này, đến vị trí này không phải là khung dây đứng yên vì nó đang quay theo chiều kim đồng hồ. Và theo quán tính, khung dây sẽ tiếp tục quay qua cái vị trí này. Lúc này cạnh AB nằm ở bên phải. Dòng điện vẫn đi theo chiều từ A đến B, không đổi chiều dòng điện. Và đến vị trí này thì ta xét lực điện từ tác dụng lên cạnh AD và CD có phương chiều như thế nào. Đối với cạnh AB, lực điện từ F1 hướng lên. Cạnh CD, lực điện từ F2 hướng xuống. Và do vậy thì cạnh AB sẽ bị đẩy lên trên, còn cạnh CD sẽ bị đẩy xuống dưới. Và kết quả là khung dây quay, nhưng mà lúc này nó quay ngược chiều kim đồng hồ.
À, như vậy em chú ý ở trường hợp A và trường hợp C, cặp lực điện từ F1, F2 làm cho khung dây quay theo hai chiều ngược lại nhau, theo hai chiều ngược lại nhau. Và đây là một số ứng dụng về lực điện từ, ví dụ như là những xe điện, xe điện đó chính là những động cơ điện, hoặc là những cái trong cái khu vui chơi, những cái vòng quay thì cũng hoạt động dựa vào lực điện từ tác dụng lên cuộn dây. Như vậy là vừa rồi ta đã khảo sát xong lý thuyết về lực điện từ. Và để xác định chiều của lực điện từ, ta dùng quy tắc bàn tay trái. Nhưng mà cái ý nghĩa thực tiễn ở đây, ý nghĩa quan trọng ở đây là lực điện từ tác dụng lên một khung dây. Và đó chính là cơ sở để từ đó người ta chế tạo ra động cơ điện một chiều. Chế tạo ra cái động cơ điện một chiều. Ta tìm hiểu về nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều. Em nhìn thấy đây là cái mô hình về nguyên tắc cấu tạo. Cũng có một khung dây ABCD được đặt trong lòng một cái nam châm. Đây là cái mô hình máy động cơ điện một chiều trong phòng thực hành. Thì chắc chắn là các em sẽ được xem cái mô hình này khi ta quay trở lại học trực tiếp ở trường. Như vậy động cơ điện một chiều gồm có những bộ phận chính. Thứ nhất là phải có một nam châm. Đây là một cái nam châm. Phải có nam châm. Thì các em dựa vào cái bài học cái phần vừa rồi, phải có từ trường, mà muốn có từ trường thì phải có nam châm. Và bộ phận thứ hai, quan trọng thứ hai, đó là một khung dây hoặc là một cuộn dây. Đây là hai bộ phận chính bắt buộc phải có đối với một động cơ điện. Em xem chi tiết. Nam châm, khung dây. Ngoài nam châm và khung dây thì ta còn có thêm một cái bộ góp điện nha, một cái bộ góp điện này. Nguyên cái phần này là một cái bộ góp điện. Thì cái bộ góp điện này gồm có hai hai nửa vòng tròn này, ta gọi là hai bán khuyên. Hai bán khuyên thì hai cái bán khuyên này và được nối với hai đầu của khung dây và hai thanh quét C1, C2. Hai thanh quét C1, C2. Hai thanh quét C1, C2 tùy lên hai bán khuyên tiếp xúc với hai bán khuyên. Và khi mà khung dây nó quay thì bán khuyên nó được gắn cố định vào hai đầu khung dây, cho nên là các bán khuyên này nó quay theo khung dây. Nhưng mà thanh quét thì nó cố định. Nha. Ví dụ ở trường hợp này, ở hình này thì thanh quét C2 nó tì lên cái bán khuyên gần nó. Nhưng mà khi mà khung dây nó quay thì thanh quét C2 lại tì lên cái bán khuyên màu xanh ở dưới. Và cái bộ góp điện nó có tác dụng gì? Như hồi nãy em thấy ở câu C4, cặp lực điện từ F1, F2 tác dụng lên khung dây làm cho khung dây quay theo hai chiều ngược nhau. Và rõ ràng trong thực tế không có một cái động cơ điện nào mà nó quay kiểu đó. Cánh quạt nó chỉ quay theo một chiều thôi. Như vậy làm cách nào để mà khung dây chỉ quay theo một chiều và quay một cách liên tục? Thì các em nhớ lại khi ta học về quy tắc bàn tay trái, muốn là chiều của lực điện từ phụ thuộc vào chiều của dòng điện và chiều của đường xích từ.
Ta chỉ cần thay đổi một trong hai yếu tố là chiều của lực điện từ nó thay đổi. Thì trong cái mô hình động cơ điện một chiều này, để làm cho khung dây quay theo một chiều liên tục thì người ta đổi chiều dòng điện chạy qua khung dây. Và đổi chiều dòng điện bằng cách nào? Đó chính là nhờ cái bộ khóp điện này. Bây giờ ta thấy dòng điện đi theo chiều từ D đến C, nhưng mà khi mà ta khung dây này nó quay thì sẽ có lúc dòng điện sẽ đi theo chiều ngược lại từ C đến D. Như vậy nhờ cái việc đổi chiều dòng điện đó mà chiều của lực điện từ thay đổi, và chiều của lực điện từ thay đổi thì sẽ làm cho khung dây nó quay theo một chiều nhất định. Đây là cái mô hình động cơ điện một chiều trong phòng thí nghiệm. Thì em sẽ quan sát kỹ từng bộ phận một: nam châm, cuộn dây và bộ góc điện. Ta chú ý đối với cái bộ góc điện thì nó gồm hai bộ phận nhỏ, đó là thanh quét và bán khuyên. Thanh quét nó tiếp xúc, nó tì lên cái bán khuyên. Như vậy khi mà khung dây nó quay thì chắc chắn ngay cái chỗ tiếp xúc này nó sẽ xuất hiện những cái tia lửa điện, vì cái chỗ tiếp xúc này có diện tích tiếp xúc nhỏ, và diện tích tiếp xúc nhỏ thì điện trở nó lớn, và theo định luật Joule thì nhiệt lượng tỏa ra nó lớn. Như vậy nó sẽ bắn ra những cái tia lửa điện ngay chỗ cái chỗ tiếp xúc giữa thanh quét và bán khuyên. Như vậy chốt lại, động cơ điện một chiều gồm có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là một nam châm, và nam châm sẽ tạo ra một từ trường, và trong cái hoạt động này thì nam châm nó đứng yên, nên bộ phận đứng yên người ta gọi là stator. Bộ phận thứ hai là một khung dây dẫn dùng để cho dòng điện chạy qua, và bộ phận này khi hoạt động nó sẽ quay, và bộ phận quay được gọi là rotor. Ta sang mục thứ hai là hoạt động của động cơ điện. Thì động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đó. Tức là cũng dựa vào quy tắc bàn tay trái, cũng dựa vào lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây, rồi cũng dựa vào lực điện từ tác dụng lên một khung dây, để từ đó cái động cơ điện một chiều nó ra đời. Đó, nó hoạt động dựa trên nguyên tắc đó. Bây giờ ta xem cái mô hình này. Câu C1 biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn AB và CD của khung dây dẫn. Dòng điện đi từ cực dương. Đường sức từ hướng theo phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên. Dòng điện đi theo chiều mũi tên màu đỏ, từ D đến C và từ B đến A. Đó là mũi tên chỉ chiều dòng điện. Như vậy lực điện từ tác dụng lên các đoạn AB và CD. Ở đoạn AB, dòng điện nó đi từ sau ra trước. Như vậy là lực điện từ nó hướng sang bên, từ phải sang trái. Cạnh CD thì lực điện từ F2. Như vậy kết quả là gì? Là cạnh CD bị đẩy đẩy xuống dưới. Lúc đầu thì cái khung dây AB này nó nằm thẳng đứng, nhưng mà do tác dụng của lực F2 cho nên là cạnh CD bị đẩy. Cạnh AB thì lực điện từ nó lại hướng ngược lại. Như vậy kết quả là khung dây là nó sẽ quay theo chiều kim đồng hồ.
Và bây giờ ta rút ra được kết luận về nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều. Động cơ điện một chiều có hai bộ phận chính, thầy nhắc lại. Đó là một nam châm để tạo ra từ trường, và bộ phận này ta gọi là bộ phận đứng yên, và một khung dây có dòng điện chạy qua bộ phận này quay. Bộ phận đứng yên ta gọi là stator, bộ phận quay ta gọi là rotor. Nguyên tắc hoạt động: khi đặt khung dây ABCD trong từ trường và cho dòng điện chạy qua khung, thì dưới tác dụng của lực điện từ, khung dây sẽ quay. Và khi động cơ điện một chiều hoạt động, thì như vậy em thấy có sự biến đổi điện năng. Điện năng được chuyển hóa thành cơ năng. Ví dụ như là quạt điện, vân vân, hoặc là máy khoan, đó là những cái động cơ điện. Nhưng mà nó chỉ khác ở chỗ là những cái đó đó là những cái động cơ điện xoay chiều, còn mình đang xét ở đây là những động cơ điện một chiều, là ví dụ như là những cái quạt điện nhỏ mà một số em có thể là mang vào lớp để quạt, thì đó là những loại động cơ điện một chiều, hoặc những cái đồ chơi trẻ em dùng pin thì đó là động cơ điện một chiều. Bây giờ ta xem lại cái hoạt động của động cơ điện. Như vậy rõ ràng em thấy một cái khung dây được đặt trong từ trường của một nam châm, hai đầu khung dây qua bộ góc điện, qua bộ góc điện được đối với cực dương cực như vậy. Nhờ cái bộ góc điện này mà khung dây sẽ quay liên tục theo một chiều, sẽ quay liên tục theo một chiều. Bộ góc điện nó có tác dụng đổi chiều dòng điện trong khung, nhờ đó lực điện từ nó đổi chiều liên tục, kết quả là khung dây chỉ quay theo một chiều. Nó chỉ quay theo một chiều. Vận dụng thì ở câu C7 kể một số ứng dụng của động cơ điện, thì trông thấy các em thấy là động cơ điện được sử dụng rất nhiều. Ở đây thì ta nói chung luôn cả hai loại là động cơ điện một chiều và động cơ điện xoay chiều. Động cơ điện xoay chiều là sử dụng cái dòng điện xoay chiều, thì học kỳ 2 em sẽ học về dòng điện xoay chiều. Thì động cơ điện được ứng dụng trong đời sống, trong nông nghiệp, công nghiệp và trong giao thông vận tải. Thì trong đời sống thì rất nhiều: quạt điện, máy xay sinh tố, máy sấy tóc. Ở trong nông nghiệp thì là máy bơm nước, máy cắt lúa, máy sát gạo. Hoặc là trong công nghiệp thì hầu như bất cứ một cái nhà máy, một cái xưởng cơ khí nào đều phải dùng động cơ điện. Thì trong giao thông vận tải thì các em biết rất phổ biến, dùng trong ô tô điện, tàu ngầm, hoặc đơn giản là cái xe đạp điện mà một số em đang sử dụng, đó chính là động cơ điện. Như vậy tiết học hôm nay thầy tạm dừng ở đây, và cũng đây cũng xem như là một cái tiết học về lý thuyết cuối trước khi các em kiểm tra học kỳ 1. Nội dung kiểm tra học kỳ 1 thì thầy đã phổ biến cho các lớp. Và các em sau khi học xong bài này thì ta biết thêm một cái quy tắc, ta gọi là quy tắc bàn tay trái, để xác định chiều của lực điện từ. Bên cạnh đó, trước đó các em đã học quy tắc nắm tay phải dùng để xác định chiều của đường sức từ, thì các em nhớ phân biệt hai quy tắc này. Tên của nó, quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái, nó khác nhau. Thì về nội dung bài học thì phần trọng tâm là phần lực điện từ và quy tắc bàn tay trái.
Và cháu cũng hiểu thêm, mình biết cách vận dụng quy tắc để mình xác định chiều của lực điện từ, và đặc biệt là mình qua đó mình sẽ biết được các ứng dụng thực tế của động cơ điện. Tiết học đến đây là kết thúc. Thì chào các em.